Top 5 con giáp dễ gặp vận may từ trên trời rơi xuống trong ngày 23 tháng 1 âm lịch năm 2024, ngày Bính Dần. Xin được chúc mừng các con giáp dưới đây, bởi ngày 23 tháng 1 sẽ là ngày may mắn nhất trong cái tháng đối với các bạn. Về mặt tài chính, trong ngày hôm nay các bạn sẽ được thần tài gọi tên, nhiều bạn bất ngờ nhận được tiền mặt từ những người thân trong gia đình. Bên cạnh đó, những bạn mà đang làm kinh doanh sẽ có một ngày bán hàng thì đắt như tôm tươi. Không những vậy, về chuyện tình cảm thì cái con đường tình duyên của các bạn cũng có những cái bước tiến triển tích cực. Người đang độc thân thì sẽ có cơ hội có được người yêu hay là tìm được những người bạn đời phù hợp. Vì thế, các bạn hãy có thể tận dụng ngày hôm nay để bày tỏ tình cảm với những người trong lòng. Một lần nữa, xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, chúng ta biết ngày 23 tháng Giêng, nó là ngày Bính Dần. Cục diện đầu tiên chúng ta có là Dần, Hợi là nhị hợp. Vì vậy, những người tuổi Hợi sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong cái chương trình ngày hôm nay. Như quý vị đã biết, những người tuổi Hợi được cục diện là Dần, Hợi là nhị hợp. Cái cục diện nhị hợp nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Hợi vượng vận quý nhân, làm công việc lớn, nhỏ thì đều có sự hỗ trợ giúp đỡ, nên mọi việc tiến triển khá là suôn sẻ, đầu xuôi đuôi lọt. Một vài cái hạng mục công việc còn tồn đọng hoặc là chưa xử lý triệt để trước đó cũng sẽ được khai thông, mang thêm cái cơ hội khẳng định cái năng lực bản thân, thúc đẩy con đường quan lộ tăng tiến cho các bạn. Nói chung ấy, trong cái thời gian này là cái thời điểm vận khí hanh thông, vì thế quý vị hãy tranh thủ tiến hành những cái việc quan trọng như là gặp gỡ đối tác, thúc đẩy ký kết hợp đồng hay là gì, thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác kinh doanh, cái tỷ lệ thành công trong thời gian này cực kỳ cao. Bên cạnh đó, không chỉ may mắn về công việc mà cái vận trình tài lộc của những người tuổi Hợi cũng khá là bình ổn, không có nhiều biến động. Những người làm công ăn lương, thu nhập thì ổn định, có thêm cái thu nhập ngoài luồng, nhưng mà tuy không nhiều nhưng mà cũng đủ cho các bạn cảm thấy là sung sướng vui vẻ. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay thì cái tình hình kinh doanh buôn bán nó cũng thực sự sôi động. Tuy nhiên, việc kinh doanh của người tuổi Hợi vẫn diễn ra khá là thuận lợi, suôn sẻ, về không ít cái lợi nhuận, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, thỏa sức đi cầu tài cầu lộc và làm những cái việc mà mình thích hay là tham gia vào những cái cuộc vui mà mình muốn. Bên cạnh đó, trong thời gian này cái thứ tài nó cũng gì thuận lợi, nhưng mà quý vị cũng không nên tham gia vào những trò mang tính đỏ đen, hên xui, tránh làm hao tốn về tiền của. Nói chung ấy, trong cái ngày 23 tháng 1 này ấy, thì cái vận trình tình cảm của những người tuổi Hợi nó có tiến triển theo cái chiều hướng là tích cực. Gia đạo thì hài hòa vui vẻ, mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng thì cũng sớm được hóa giải. Thay vào đó là những cái tin vui về cái chuyện con cái và những cái tin vui mang đến về cái chuyện là tiền bạc. Trong thời gian này, những người độc thân tâm tình vui vẻ, nhân duyên khác giới thì cũng khá là vượng, đi đâu cũng dễ trở thành cái tâm điểm chú ý, mối quan hệ mở rộng dễ dàng tìm cho mình một cái đối tượng tâm đầu ý hợp. Có điều khi mà tới thời điểm ấy, quý vị cần phải dứt khoát trong chuyện tình cảm, tránh cái tình trạng là lắm mối tối nệ nằm không. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong ngày 23 tháng Giêng, ngày Bính Dần này không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, những người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay được cục diện là quý nhân tam hợp là Dần, Ngọ, Tuất, nó tam hợp. Có quý nhân tam hợp nó nâng đỡ nên là cái quý nhân vận của những người tuổi Ngọ trong thời gian này rất là vượng. Làm việc gì cũng có người trợ giúp, chỉ dẫn tận tâm tận tình, tìm được cái bước ngoặt trong cái tình thế nguy cấp. Nhân lúc này, bản mệnh có thể chớp lấy cái thời cơ để thể hiện cái năng lực, phát huy cái thế mạnh cũng như là cái tầm ảnh hưởng của bản thân trong cái tập thể. Chắc chắn những cái mục tiêu của các bạn đặt ra từ đầu ấy cũng sẽ sớm trở thành hiện thực, lại được gì mọi người công nhận và nể trọng, rất có lợi cho cái con đường thăng tiến sau này. Thêm nữa, cái cục diện tam hợp nó cũng rất thích hợp cho cái việc hợp tác kinh doanh buôn bán làm ăn. Do đó, bản mệnh có thể mạnh dạn tiến hành các kế hoạch kinh doanh hùn vốn chung với cái đối tác lâu năm. Vốn sẵn có cái sự tự tin và song phương đều hiểu rõ cái cách thức làm việc với nhau. Nhờ vậy mà cái tài vận trong cái thời gian này cũng rất đáng hứa hẹn, thu về tài lộc tiền bạc đầy tay. Tuy nhiên, các bạn vẫn nên quản lý chi tiêu một cách cẩn thận, đề phòng những cái họa hao tài trong cái thời gian này, bởi đây là cái thời điểm mà quý vị chi tiêu một vài cái khoản cũng không hề nhỏ đó. Không chỉ may mắn về vận trình tiền bạc tài lộc mà cái vận trình tình cảm trong thời gian này thì cũng khá là thuận lợi hanh thông, đào hoa thì khoe sắc,
Nó có lợi cho con đường tình duyên của những người độc thân. Tình cảm thăng hoa, các bạn có thể gặp gỡ đối tác ưng ý, thậm chí còn xuất hiện cả tình yêu sét đánh. Điều mà bấy lâu nay các bạn chưa từng nghĩ đến. Trong thời gian này, các cặp vợ chồng cũng đã chịu mở lòng mình ra, thẳng thắn chia sẻ với nhau và cùng giữ gìn cái hạnh phúc gia đình. Có người còn đón tin vui về cái chuyện con cái trong nhà, hoặc là gì, có những cái tin vui về chuyện cưới hỏi cưới xin. Vậy nên một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những người tuổi Ngọ. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ lực hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong ngày hôm nay, ngày 23 tháng 1, ngày Bính Dần, không ai khác đó chính là những người tuổi Tuất. Những người tuổi Tuất được cục diện là Dần, Ngọ, Tuất là tam hợp. Trong ngày hôm nay thì lại thêm được thực thần nó ghé thăm, nó nâng bước, nên những người tuổi Tuất sẽ làm quen được với khách hàng, với đối tác đầy triển vọng, khiến cho đồng tiền chảy vào túi được ổn định hơn. Các bạn đang dần dần tìm ra cái định hướng đúng đắn cho mình. Một phần vì công việc chưa có nhiều áp lực, phần khác bản mệnh lại có tam hợp cát tinh nó hỗ trợ, ví như là được tay chân trợ giúp nên làm gì cũng có cảm giác được suôn sẻ, hanh thông. Trong thời gian này, những người làm công ăn lương ấy cứ y án kế hoạch đã định mà làm. Mọi thứ đều nằm trong cái tầm kiểm soát của quý vị. Cuối tháng thì thu nhập khá là ổn định. Những người kinh doanh buôn bán trong thời gian này thì nói chung ấy cũng không quá tất bật hay là bận rộn, nhưng mà thu về cũng không ít cái lợi nhuận. Có người còn được lộc tiền bạc, buôn may bán đắt, không cần phải lao lực mà tiền bạc vẫn về tay một cách rủng rỉnh. Bản tính cởi mở, chân thành cũng giúp cho các bạn rất nhiều trong cái việc xây dựng các mối quan hệ với mọi người xung quanh. Có người sẵn sàng giới thiệu cho bạn những cái cơ hội đáng quý. Đấy. Vậy nên các bạn hãy nhanh chóng nắm bắt cái thời cơ. Dù cho hơi vất vả một chút, nhưng mà tương lai của các bạn cũng sẽ gặt hái được những cái thành quả xứng đáng. Nói chung trong ngày hôm nay, ngày 23 tháng 1, ngày Bính Dần này, thì cái chuyện tình cảm của những người tuổi Tuất cũng có nhiều cái bước tiến triển tốt đẹp một cách bất ngờ. Những người độc thân thì có thể tìm được cái đối tượng ưng ý nhờ bạn bè mai mối giới thiệu trong những cái buổi gặp gỡ liên hoan, hoặc là gì, những cái cuộc mà đàm phán ký kết hợp đồng. Tình cảm tiến triển nhanh lại bất ngờ, đôi khi bản mệnh cũng sẽ gì có những cái hành động là vui vẻ bất ngờ, cười không ngớt mồm đó. Bên cạnh đó, trong cái ngày 23 tháng 1 này thì gia đạo cũng gì yên vui, tạo cái tinh thần phấn khởi, tâm lý thoải mái để bản mệnh tập trung phấn đấu cho công việc. Nói chung trong cái thời gian này thì với những cái dự định kế hoạch mới, hứa hẹn cũng nhiều cái thành công rực rỡ một cách bất ngờ đối với những người tuổi Tuất. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình ấy, khi quý vị gặp khó khăn, gặp trắc trở trong công việc thì quý nhân cũng sẽ xuất hiện kịp thời, giúp quý vị hóa giải những cái khó khăn, những cái khúc mắc, hoàn thành công việc đúng tiến độ, được cấp trên khen ngợi, được đồng nghiệp tán thưởng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo trong cái ngày 23 tháng riêng, con giáp may mắn thứ 4 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tý. Thưa quý vị, trong cái ngày 23 tháng 1, ngày Bính Dần này thì những người tuổi Tý được chính quan nó soi đường chỉ lối. Vậy nên những người tuổi Tý có thể dễ dàng gặt hái được những cái thành công trên con đường công danh sự nghiệp của mình trong ngày hôm nay. Đó là cái thành quả hoàn toàn xứng đáng với cái công sức mà các bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua. Trong thời gian này, những người làm lãnh đạo có con mắt tinh đời và có thể dẫn dắt tập thể đi tới cái thành công. Bản mệnh nhanh chóng phát hiện ra những cái nguy cơ và nhận được những cái cơ hội cần phải nắm bắt. Vì thế mà các bạn sẽ giúp cả tập thể phát triển một cách nhanh chóng, khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Không chỉ may mắn về công việc và tiền bạc, cái vận trình tình cảm của những người tuổi Tý trong thời gian này cũng khá là tốt đẹp do là cục diện ngũ hành nó tương sinh. Vậy nên cái mối quan hệ tình cảm của bạn cũng phát triển tốt đẹp hết mức. Người còn độc thân thì chắc chắn sẽ gây được ấn tượng mạnh với những người khác giới nhờ những cái biểu hiện xuất sắc của mình trong công việc. Các bạn có thể nhận được những cái lời làm quen từ đồng nghiệp. Bên cạnh đó, những cặp vợ chồng thì tận hưởng cái niềm vui hạnh phúc bên người mình thương yêu nhất. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân.
Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý, đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm trong ngày 23 tháng 1 ngày Bính Dần này không ai khác đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, nói chung với những người tuổi Mão, nhờ được cục diện tam hội nó trợ lực, nó giúp sức, vậy nên những người tuổi Mão có thể tìm ra được cái hướng đi mới trong công việc vào trong cái ngày hôm nay. Những công việc tưởng chừng như là lối mòn cũng được giải quyết nhanh chóng và trở nên thú vị hơn. Các bạn sẽ thổi một luồng gió mới cho cái tập thể, khiến cho mọi người cảm thấy là hứng khởi hơn khi làm việc. Cũng trong ngày hôm nay, nó cũng thích hợp để quý vị tiến hành những công việc là ký kết hợp đồng kinh doanh buôn bán làm ăn. Nếu mà đã xét kỹ càng mọi phương diện thì quý vị hãy dũng cảm làm theo cái kế hoạch, đừng có chần chừ do dự, kẻo lại bỏ lỡ mất cơ hội đáng quý ngàn năm có một này. Tuy nhiên trong thời gian này mộc nó vượng, khuyên các bạn dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy thì cũng cần phải chú ý đến cái sức khỏe của mình. Quý vị hãy có cái chế độ làm việc nghỉ ngơi một cách khoa học, đừng có bắt cơ thể làm việc quá sức mệt mỏi, kẻo lại đổ bệnh ra thì lại khổ, vừa tốn tiền trị bệnh lại vừa mất công mất việc. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho những người tuổi Mão ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão, đó là con giáp may mắn thứ 5. Thưa quý vị, tiếp theo con giáp may mắn thứ 6 trong ngày 23 tháng 1 ngày Bính Dần mà Tử Thông muốn gửi đến quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi Thìn. Quý vị thân mến, trong ngày hôm nay thì những người tuổi Thìn được cục diện là Dần, Mão, Thìn là tam hội. Bên cạnh đó, những người tuổi Thìn lại được thực thần nó nâng bước, nên những người tuổi Thìn làm công việc tự do thì thu về một khoản bội thu trong ngày hôm nay. Tất cả nhờ các bạn đã hoàn thành tốt các hợp đồng đã ký theo đúng kế hoạch. Quý vị hãy tiếp tục mở rộng cái mạng lưới khách hàng, đối tác của mình. Như vậy thì các bạn sẽ tự tạo thêm cái cơ hội để phát triển nhanh chóng trong tương lai. Khi mà các bạn xây dựng được cái thương hiệu rồi thì không còn phải lo khách hàng không ghé thăm. Tiếc rằng trong ngày hôm nay thì gặp cái cục diện ngũ hành nó xung khắc, nên là cái chuyện tình cảm giữa các thành viên trong gia đình có thể gặp nhiều cái xáo trộn. Mọi người thường mâu thuẫn ý kiến, bất đồng ý kiến với nhau. Vì thế mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm. Quý vị hãy đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ và đưa ra những quyết định đúng đắn hơn, giúp hàn gắn những cái mối quan hệ nó đang còn trắc trở khúc mắc. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cũng như là để bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn, đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 23 tháng 1 năm 2024 ngày Bính Dần. Vậy thì trong ngày 23 tháng 1 năm 2024 ấy, chúng ta sẽ có 6 con giáp may mắn được lộc trời cho, được trời thương Phật độ, được tổ tiên phù hộ. Và sẽ có những cái tài lộc may mắn bất ngờ, đó là những con giáp sau. 1 là tuổi Hợi, 2 tuổi Ngọ, 3 tuổi Tuất, 4 tuổi Tý, 5 tuổi Mão và 6 là tuổi Thìn. Đây là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, được tổ tiên phù hộ độ trì, mang lại cái may mắn tài lộc hanh thông cho những con giáp này. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.